Hello mọi người, hôm nay là sáng thứ ba, bây giờ thì đã là 7:49, tức là Dũng hơi bị trễ. Dũng chỉ còn có 40 phút nữa để lên được công ty, hy vọng là Dũng có thể lên kịp. Tại vì 8:30 là Dũng có cái cuộc meeting với các bạn nhân viên thì. Do buổi chiều Dũng thường đi về sớm đón con, xong rồi Dũng vẫn họp online cho tới 7 giờ. Nhưng mà các bạn thì muốn gặp trực tiếp Dũng để mà review. Thì bên Dũng đang 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 làm lại cái bộ process cho cái SDLC. Cho nên là cần phải review rất là kỹ. Thì các bạn muốn có mặt Dũng trong các cái buổi review đó offline. Rồi. Thì bây giờ thì Dũng sẽ cố gắng Dũng trả lời và Dũng sẽ đi tập trung hơn một chút ha. Để lên để kịp giờ. Cái câu hỏi này đã trả lời rồi. Câu hỏi của bạn Hasta Manana, anh chia sẻ quan điểm của anh về công việc của leader so với công việc của member, nhất là trong giai đoạn dự án bận rộn, ví dụ thời điểm tất cả member feedback công việc bị đùn task, leader không nghe mấy lại không nghĩ ra giải pháp mà thi thoảng ngồi chơi không sát sao công việc, thậm chí mắng mỏ member rất nhiều nhưng mà leader đã sai kiến thức. Em từng biết một câu là leader is first hay là leader is last. Thì trong này cũng có một bạn comment là lead Việt Nam thì chỉ có thói quen là ngồi chơi thôi chứ không biết code. Câu trả lời là vậy. Lead thì có nghĩa là nhận trọng trách, chịu trách nhiệm, lãnh đạo. Lãnh đạo có nghĩa là dẫn đường, phải không? Để đạt tới được một cái đích nào đó. Và cái đích ở đây trong cái phương diện làm phần mềm là implement được feature, những cái tính năng mà khách hàng yêu cầu trong cái scope của cái nguồn lực mà đã được phân bổ và hoàn thành đúng hạn. Thì leader có thể có 10 cách, 20 cách khác nhau để làm, nói chung là có bao nhiêu cách Dũng không biết, nhưng mà phải làm sao đạt được cái mục tiêu đó. Chúng ta có thể nói tới leader theo kiểu dân chủ, có thể nói tới leader theo kiểu độc đoán, vân vân. Nhưng mà trong con mắt của ông chủ hoặc là trong con mắt của người mà gọi là chịu trách nhiệm ở cấp cao hơn thì người ta cần biết một thứ, đó là bạn có thể hoàn thành được công việc đúng hạn với quality tốt trong cái giá vừa đủ, tức là trong với cái cost mà đã plan trước hay không. Nếu mà bạn làm được chuyện đó thì có thể bạn bạn có hơi độc đoán một chút, hoặc là nhân viên người ta chưa có hài lòng với bạn một chút nhưng mà có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu như mà cái bạn leader đó việc thì không có hoàn thành, không giúp gì được cho các bạn member bên dưới, và trễ deadline hoặc là dẫn tới cái quality của cái product hoặc là của cái software không được tốt, thì bạn đó không không có nên dùng và không không thể dùng, đúng không? Không nên dùng tí nào hết. Thì cái câu chuyện ở đây á, là bạn nói tới một cái dạng leader mà thiếu content, tức là leader mà không có nắm được nội dung, không có biết được tính chất công việc và không có độ sâu về mặt kỹ thuật, không giúp đỡ được cho người khác. Leader thì không có nhất thiết là phải quá sâu về mặt kỹ thuật, nhưng mà chí ít là họ phải có kiến thức để họ hiểu member của họ nói cái gì. Ở đây là mình đang nói tới team lead nha, hoặc là project lead. Nhưng mà khi mà đã nói tới technical lead thì họ phải rất sâu và họ phải giỏi bằng hoặc là giỏi hơn những cái người ở trong team khi nói tới khía cạnh kỹ thuật. Không phải là họ giỏi tất cả những cái thứ mà về kỹ thuật thì họ đều giỏi hơn, nhưng mà cái khả năng về nghiên cứu, khả năng research, khả năng phân tích vấn đề thì họ phải tốt hơn người khác một bậc thì họ mới ngồi được vô cái vị trí đó.
một cái bạn mà làm project lead hoặc là team team lead mà coi như là gì đó không có chú tâm vô công việc và không có đốc thúc công việc, nhưng mà lại thường xuyên la mắng, mắng mỏ người khác vì nghĩ rằng người ta không hoàn thành công việc hoặc là kiến thức nó sai, thì cái bạn đó đã ngồi nhầm chỗ. Và cái đó nó tạo ra một cái sự bất bình trong với anh em mà làm trong nhóm hoặc là làm dự án. Và lời khuyên của mình dành cho bạn trong những cái trường hợp đó, đó là chúng ta nên chia sẻ thẳng thắn trong các cái cuộc meeting retrospective. Bạn nghĩ rằng là bạn có thể bị ghét, nhưng mà không sao cả, tại vì có ghét thì bạn cũng đi làm kiếm cơm thôi, ngày năm ba bữa kiếm cơm thôi. Thà là bị ghét một chút còn hơn là gì đó cái công việc nó không có được tốt. Thì bạn có nhiều cách để mà góp ý. Đầu tiên là bạn có thể góp ý riêng để cho người ta improve, kiểu giống như là anh ơi hoặc là chị ơi, em thấy mọi người cần anh lắm, cần anh có thể quan sát và giúp đỡ cho mọi người đó. Hoặc là có cái điều gì đó mà bạn nó nói không đúng thì chắc riêng với bạn đó nói rằng là em nghĩ cái này có thể anh gì đó nhầm lẫn một chút, thì cái này theo em nghĩ thì nó có thể là như vậy, là như vậy, em nghĩ chắc là anh quên hoặc là gì đó. Thì đó là cái cách mà nhẹ nhàng tình cảm, gọi là thôi thì tôi coi như là giấu cái dốt cho bạn đi, tôi ngồi tôi nói riêng với bạn thôi để cho bạn improve. Nếu mà cách đó mà nó không có đạt được như ý và thậm chí làm cho người ta càng không thích, thì bạn đi thêm bước nữa, đó là bạn góp ý trong các cái buổi retrospective. Bạn nói rằng là bạn có thể nói rằng là thì coi như là tụi em cần leader sát sao hơn với mọi chuyện, tại vì cái dự án này nó có risk là bị fail hoặc là có risk bị trễ deadline whatever đó. Thì đến khi mà cả cái phương thức đó mà còn không hoạt động được thì bạn phải thực hiện việc escalate, tức là bạn chia sẻ cái suy nghĩ của bạn đối với manager của cái bạn kia. Thì đó là những cái bước nó rất là bình thường trong các cái dự án mà bạn phải làm. Và thực chất thì mình phải đã nhận được rất là nhiều các cái feedback từ của nhân viên cho leader của mình. Và những người đó họ có những cái cách react nó rất là khác nhau. Tuy nhiên thì là nhiệm vụ của cái người chịu trách nhiệm trong toàn bộ cái business của cái department, thì mình cũng rất là rõ ràng và rành mạch để mà làm sao giúp đỡ được cho các bạn leader có thể tiếp tục với công việc của các bạn. Nhưng mà đồng thời thì phải hỗ trợ giúp cho bạn sửa sai, và đặc biệt là mình phải làm gương. Đó. Đang kẹt xe nha các bạn. Thì nếu mà một người leader mà như vậy thôi thì không sao, nhưng mà sếp của sếp nó cũng như vậy thì mình nghĩ là bạn có thể chọn cách im lặng, và tức là sau khi đã thử xong mà chọn cách im lặng và sau đó thì say goodbye. Hiện tại thì cái cơ hội công việc trong ngành công nghệ thông tin thì nó cũng không có quá nhiều, nhưng mà chúng ta đợi vài tháng, chúng ta đã trải qua cả năm được, chúng ta trải qua vài tháng được, thì đợi thêm vài tháng nữa đâu có sao đâu, cơ hội nó sẽ tới và chúng ta có thể có công việc mới. Và đa phần những người gọi là bỏ việc thì đa phần nó có cái yếu tố không có hài lòng về sếp nó rất là cao. Và nó có thể có những cái lý do khác, ví dụ giống như là content of work, tức là tính chất công việc nó không có thách thức, bạn không có học được gì thêm. Nhưng mà vai trò của người leader đóng vai trò rất là quan trọng trong cái quyết định là đi hay nghỉ của các bạn. Đó. Thì các bạn làm lead nhớ, nếu lỡ xem cái clip này mà mình nghĩ rằng các bạn mà đã
chịu khó mà vô đây ngồi mà nghe Dũng nói thì chắc chắn là các bạn không phải là người lít tồi đâu. Ừ. Không phải là vì Dũng là thánh thần gì, nhưng mà thực chất mà nói rằng là khi mà các bạn đã quan tâm tới cái việc là gì đó, làm sao cho mọi thứ nó tốt lên, thì chắc chắn là bạn phải luôn luôn làm tốt và làm cho mình trở nên tốt hơn để mà có thể đáp ứng được cái công việc, chứ không thể nào mà bạn là người mà có suy nghĩ nó thiển cận được ha. Thì hy vọng là như vậy. Nhưng mà rõ ràng rằng là những cái feedback như thế này chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì leader hay là gì đó thì thực chất nó là một cái role là, và cái role đó là một cái vai trò, hay nói cách khác là người ta giao cho mình cái trọng trách để mình đảm nhiệm cái role đó. Ví dụ giống như các bạn coi các cái truyện tranh của Marvel hay là gì đó thì cũng có mấy cái anh là hay nhận những cái role làm hết thời thì cái role đó lại được chuyển qua tay người khác, kiểu vậy đó. Thì câu chuyện giống như cái búa của Thor đó, thì cái búa đó nó chọn chủ đó, tức là nó chọn một cái người thực hiện cái role đó. Thì thực chất mà nói leader nó chỉ là một cái role thôi. Và dân mình nói rồi đó, hết quan thì toàn dân. Tức là nếu mà trong trường hợp mà bạn có được một chút may mắn được người ta lựa chọn cho bạn làm quan, nhưng mà bạn mà làm không đủ tốt thì trở thành dân thôi. Thành dân thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là coi như là mình đã làm như thế nào, và cái cảm xúc của những cái người mà làm member khi mà gặp mình á, và cái cách mà handle cái công việc của mình đó, nó làm cho các bạn happy hay là không happy. Nên đối với trong trường hợp của Dũng thì Dũng nghĩ rằng là vẫn có những cái trường hợp không happy với Dũng, và họ không happy thì cũng có thể có một số lý do khác nhau, nhưng mà cái lý do lớn nhất thông thường là người ta có cảm giác rằng là Dũng quan tâm tới họ không có đủ. Thì riêng đối với cái đó thì mọi người nên suy nghĩ một chút. Tại vì thực ra khi mà kiểu giống như bạn có cả vài trăm thành viên trong cùng một gia đình thì cái thời gian mà bạn dành cho các cái thành viên đó nó sẽ bị chia nhỏ ra và không có thể đạt được cái sự quan tâm đủ lớn được. Thì bắt buộc thì lúc đó gì đó nó phải có cái độ ưu tiên, tức là chia sẻ cái nguồn tài nguyên đó. Tại vì có một ông thôi thì đương nhiên phải chia sẻ cái tài nguyên đó cho nhiều người. Và mình cũng phải nhanh, và mình cũng phải dành dật cái nguồn resource đó nếu cần. Tại vì thực chất thì người ta cũng chỉ là một cái người để giúp cho cái công việc mình thành công thôi, đúng không? Đó. Thì mọi người suy nghĩ tới điều đó để tránh có cái nhầm tưởng rằng là cái bạn sếp của mình hoặc là bạn leader của mình không có quan tâm tới mình, vân vân. Thì bạn phải nhìn vô cái size của cái team mà cái người đó phải handle, cái mức độ complexity mà người đó phải handle. Còn nếu mà tầm cỡ team lead 5-7 người, 10 người, hoặc là làm project manager, quản lý vài team, hoặc là 1-2 team gì đó, vài chục người, thì cái mức độ quan tâm của người đó vẫn có thể đến được khá là nhiều người. Các bạn có biết rằng là, nói vui thôi, nói chuyện vui thôi. Các bạn có biết rằng là trong lớp của Dũng á, thì lớp cấp 2 hoặc là cấp 3 á, thì mọi người cho rằng là Dũng không có quan tâm tới mọi người. Tức là mọi người nói là tụi tôi có một lớp trưởng rất giỏi, làm rất tốt nhiệm vụ khi ở tại nhiệm, nhưng mà đến khi rời vị trí thì không có làm gì cả, không có đóng góp gì, vân vân. Thì họ rất là bức xúc. Thì thực sự mà nói rằng là họ bức xúc là đúng. Tại vì đối với họ thì nó là cái lớp cũ, nó là tình cảm. Còn Dũng thì thực chất mà nói thì suốt cuộc đời của Dũng, từ lúc mà đi học tới bây giờ, thì đến khi mà Dũng bắt đầu làm lớp trưởng này kia,
thì suốt cuộc đời của Dũng là cuộc đời đi làm lớp trưởng. Tới bây giờ Dũng cũng phải làm trưởng lớp vậy. Mà cái lớp của Dũng có gần có 250 người thôi đó. Thì các bạn nghĩ xem rằng là có đủ nhiều thời gian để mà quan tâm nhiều thứ hay không. Thì mình nghĩ rằng là cái quan điểm của mình nó rất là đơn giản và rõ ràng, đó là khi mà tôi làm một công việc gì đó thì tôi cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng mà khi để đến khi tôi rời đi á, tôi không có một cái sự hối tiếc nào. Còn lại khi mà đã rời đi rồi á, thì cái việc mà gì đó gặp mặt lại nhau hoặc là ôn lại chuyện cũ này kia thì có duyên thì làm, không có thôi. Chứ thực sự mà nói rằng là rất là khó để mà có thể tìm kiếm được một cái khoảng thời gian trống. Tại vì chúng ta luôn luôn có những cái mối quan tâm và những cái ưu tiên riêng biệt. Và trong trường hợp của Dũng thì cái ưu tiên lớn nhất của Dũng là con trai của Dũng. Đó, thì Dũng dành hầu hết thời gian ngoài giờ làm việc cho con. Ngoài trừ giờ con ngủ thì Dũng sẽ ngồi code hoặc là ngồi viết bài hoặc là chụp hình gì đó. Còn những người khác, kể cả sếp hiện tại hay là sếp quá khứ hay là bạn bè gì đó, thì chúng ta chỉ có thể vài tháng hẹn nhau một lần gặp nhau. Và Dũng cũng hiếm khi trigger các cái cuộc hẹn đó, tại vì nói chung là Dũng mở mắt ra là thấy đủ chuyện để làm và không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Theo Dũng nghĩ nó cũng là một cái điều hạnh phúc, tại vì bạn có nhiều việc để làm thì bạn đỡ phải gì đó, suy nghĩ, bạn đỡ phải coi như là ngồi tìm cách giết thời gian đó. Mà bạn thấy ví dụ tính cách của Dũng rồi đó, ngồi rảnh đi lái xe không đó, thì Dũng cũng không có muốn là giết chết cái thời gian lái xe, mà Dũng sẽ ngồi làm clip để mà chia sẻ với mọi người. Thì mình là người mà nó tính cách nó như vậy, cho nên là nó lành vậy thôi, chứ ai ghét mình thì mình phải chịu. Biết làm sao giờ. Không có gì đó gọi là excuse ha. Không có bày ra nói rằng là vì thế này vì thế kia. Chỉ đơn giản thôi, nó là vậy. Rồi. Hy vọng là cái câu trả lời của Dũng cho bạn Hasta Manana, cái tên nó rất là hay, tên của bài hát của Abba, cho cái câu hỏi của bạn, thì không phải là nghĩ như thế nào mà bạn có quyền được chọn một cái người leader tốt, và bạn phải thực hiện cái quyền đó. Ok. Bạn 215Z thì bạn yêu cầu là mình đăng tải các cái video lên một nền tảng khác, kiểu như podcast, để bạn có thể nghe trên đường đi. Cái này cũng là một cái rất là hay, nhưng mà Dũng thật sự là rất là ít thời gian để có thể ngồi và đăng. Thông thường thì khi mà Dũng bắt đầu đi ngủ á, thì Dũng sẽ mở cái điện thoại lên và Dũng chọn cái clip và Dũng bấm upload. Tới sáng hôm sau á, Dũng dậy thì Dũng sẽ bấm chuyển cái đó từ private thành public và mọi người có thể xem được. Nó chỉ có vậy thôi, có hai bước vậy đó. Nếu mà ban đêm mà Dũng quên, Dũng không có bấm để mà tận dụng cái wifi connection, thì ban ngày Dũng sẽ không có public cái video được cho mọi người. Cho nên là cũng có một vài ngày trong vài tháng gần đây thì Dũng quên không có upload cái video vào buổi tối, nên vào ban ngày thì các bạn không có clip để coi. Nên thành ra mà nói bây giờ mà Dũng mà còn tách cái clip này ra thành các cái phần thâu âm rồi bỏ lên podcast thì có thể làm được, nhưng mà Dũng không có thời gian. Cho nên thì bạn thông cảm giúp cho Dũng nha. Trong tương lai mà nếu mà Dũng làm cái công việc mà làm chuyện trò như thế này mà nó chuyên nghiệp hơn thì có thể có thể nghĩ cách để mà có thể
phát hành trên các cái nền tảng khác nhau. Còn hiện tại bây giờ thì cứ up lên YouTube cái đã. Và Dũng up lên rồi là Dũng sẽ xóa luôn cái clip đó dưới điện thoại. Tại bộ nhớ điện thoại của Dũng có hạn mà, cho nên là Dũng sẽ xóa luôn. Dũng cũng không có lưu ở bất cứ chỗ nào khác. Tất cả nó chỉ có trên YouTube. Nói chung là mình đặt niềm tin vào YouTube dữ lắm. Niềm tin rằng là nó sẽ không có xóa dữ liệu của mình. Nhưng mà các bạn biết đâu được ha, tới ngày đẹp trời nó sẽ xóa ha. Thì nếu mà nó ăn nên làm ra, nó có kết quả tốt thì không sao, nó kết quả nó không tốt thì chắc chắn là nó sẽ xóa thôi. Rồi thì cảm ơn bạn hay 15Z, tại vì bạn đã dành thời gian và theo dõi các cái clip của Dũng. Thì hy vọng là cái bạn có thể nghe podcast của một vài các cái bạn vlogger hoặc là YouTuber của những cái một vài người khác. Tuy nhiên thì Dũng cũng có chia sẻ như này. Đa phần các cái influencer trên mạng á thì họ làm các cái vlog này kia nó có những cái mục đích đằng sau. Cho nên là cái buổi trò chuyện với những cái người mà chuyên gia đó đôi khi cái nội dung nó hơi bị sai lệch. Nó nói sai lệch cũng không đúng, nhưng mà nó mang tính thiên kiến nó quá nhiều. Và cái đôi khi á, cái nhìn nhận của cái người mà gọi là diễn giả nó có thể tạo ra một cái nhìn bị lệch lạc cho các bạn. Cho nên là Dũng thì Dũng khuyên là các bạn lắng nghe thì có sự lựa chọn, ngay cả những lời Dũng nói cũng vậy. Không phải cái gì Dũng nói cũng đúng. Và không phải cái gì Dũng nói thì nó cũng trở thành là coi như là các bạn phải follow, bạn lắng nghe, bạn phải có sự lựa chọn nha. Đó. Bạn Hana B1947 có nói một câu rằng là chú có nhận xét gì về mảng game hay không. Thì Dũng không có chuyên làm game, nhưng mà cho Dũng nhận xét thì Dũng nhận xét thôi. Hiện tại bây giờ thì Dũng cũng đang có chơi game, cái game gì mà Legend nó, cái game theo lượt. Lý do Dũng chơi game là để giết thời gian và để giải stress. Ai cũng cần có những cái chiến thắng ngắn hạn để mà cảm thấy vui. Thì chơi game nó dễ vui lắm các bạn, tại vì các bạn vô đánh quái mà còn mấy con quái đó nó ngu lắm, nên là cứ đánh thì thắng thôi. Thì mình cứ nhìn, mình cứ có progress, mình thấy mình lên level mới, mình gì đó nâng cấp được hero của mình này kia. Thì nó mang lại niềm vui. Nó giống như trong cuộc sống gì đó, bạn làm cái gì bạn cũng phải nâng cấp được cái level, cái thực lực của bạn, rồi bạn mang lại nhiều lợi ích, rồi sức mạnh của bạn tăng lên. Thế giới thì vẫn rất nhiều người giàu, rất nhiều người mạnh, nhưng mà bạn cũng muốn bạn mạnh lên vậy. Thì cái đó thì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy vui. Thì game nó là một cái hình thức mô phỏng và đáp ứng nhu cầu của con người. Nó là một cái chiến thuật về mặt tâm lý để giúp cho con người cảm thấy satisfied, cảm thấy vui vẻ. Cho nên là còn mới có cái câu nói rằng là đôi khi á, là những cái game mà mang kiểu giết chóc, kiểu Counter Strike này kia, nó lại giúp cho con người đỡ chém giết nhau trong đời thực hơn. Tại vì somehow thì nó cũng đã thỏa mãn trong game rồi. Và ở đâu đó thì cái game mà nó cũng làm bạn thỏa mãn, thì đời thực bạn sẽ bớt cố gắng hơn. Đó. Thì với Dũng thì game là nó là một cái hình thức giải trí. Và đã gọi là giải trí thì đương nhiên là nó sẽ có cái mặt tốt và mặt xấu. Cái gì mà bạn làm dùng quá thì nó không có tốt. Nhưng mà bạn gì đó gọi là sử dụng nó một cách vừa phải thì nó sẽ tốt. Ví dụ ngày bạn tốn tầm khoảng nửa tiếng, 15 phút chơi game thì không có gì là xấu cả. Thậm chí cả tiếng cũng không sao, nhưng mà nhiều hơn thì nó thực sự là nó sẽ có một chút vấn đề. Đó. Thì ở góc độ bậc câu hỏi của bạn thì chắc chắn là bạn không có hỏi là Dũng nghĩ gì về tác dụng của game. Nhưng mà Dũng chia sẻ cái phần đó trước rồi mới nói cái chuyện làm game sau. Thì đa phần ở Việt Nam thì các bạn làm game là làm game theo dạng indie.
À, Dũng chả hiểu cái từ indie có nghĩa là gì, nhưng mà chắc là mới tập tễnh bước vô nghề, làm những cái game nhỏ nhỏ mà hay kiểu vậy đó. Và những cái game mà nhỏ mà hay á, thì nó có một cái câu chuyện là như thế này. Các cái game đó đa phần là phát hành trên điện thoại, trên trên smartphone này kia, và bạn muốn kiếm được tiền với làm game nó không phải là chuyện dễ. Nó là một cái câu chuyện nó khó. Nó khó là tại vì sao? Tại vì cái game của bạn á, là game mà nó khá là simple á, thì bạn không thể nào mà bạn bán bằng bằng tiền được. Bạn bán người ta bỏ ra vài chục đô người ta mua cái game của bạn, thì cái mô hình đó bây giờ nó trở thành lỗi lỗi thời, tại vì người ta không có tin vô cái game của bạn hay. Ví dụ giống như là Nintendo hoặc là gì đó, game của Sony là PS đúng không? PlayStation này kia hoặc là Xbox ấy, người ta vẫn bán được game, bán được các cái tựa game với giá cao. Tại vì nó đã có thương hiệu và nó cái game nó thực sự mang lại cho người ta cái trải nghiệm nó rất là tốt. Thì bạn có thể bán được, nhưng mà những cái người làm game ở Việt Nam thì đa phần làm game indie thì bắt buộc là các bạn phải gọi là làm cho không biếu không đó, làm free. Thì các bạn làm game ở Việt Nam sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Thì họ làm free và sau đó thì họ sẽ có cái mô hình là freemium, tức là vô trong đó rồi muốn có thêm một số cái tính năng hoặc là muốn tăng tốc cái trò chơi lên thì bạn phải bỏ tiền vô. Dũng cũng bỏ tiền vô game á, tại vì đôi khi Dũng cũng muốn lên level nhanh này kia thì Dũng bỏ tiền vô, hoặc là muốn muốn đổ xúc xắc xí ngầu để ra một cái nhân vật mới để mà mình có thể ghép vô rồi này kia thì mình cũng bỏ tiền, nhưng mà bỏ không có nhiều. Thì với các cái game mà freemium kiểu như vậy, thì cái gameplay nó phải rất là hay, đồ họa nó phải đẹp. Đẹp ở đây không có nhất thiết là bạn phải làm đồ họa 3D quá sắc nét hoặc tỉ mỉ, bạn làm 2D cũng được, nhưng mà các cái nhân vật thì bạn phải thuê thiết kế và thiết kế nó phải đẹp. Thì đó là một trong những cái khó mà những cái nhà làm game ở Việt Nam người ta phải trải qua. Còn nếu như mà trong trường hợp mà bạn không có đi theo cái lối freemium, mà bạn cung cấp cái game miễn phí hoàn toàn, và sau đó thì bạn gì đó bạn buộc người ta phải coi quảng cáo để unlock một số cái tính năng thì nó cũng dạng freemium. Hoặc là bạn muốn giải đố này kia thì cái loại game đó nó chi phí nó ít tốn kém hơn, và bạn có thể thu lại tiền nhiều hơn. Tuy nhiên thì để bạn có thể kiếm được nhiều tiền thì cái game của bạn phải được tải về nhiều. Mà để tải về nhiều thì bắt buộc bạn phải quảng cáo. Thì đây là một cái mô thức mà làm game mà Google rất thích. Tại vì bạn đốt tiền để người ta xem, người để quảng cáo trên các cái tựa game khác, để game bạn thu hút được người xem, và bạn mong chờ rằng là cái số lượng người xem đó người ta sẽ người số lượng người vào chơi á, cài game á, người ta vô chơi xong rồi người ta sẽ coi quảng cáo để mà trả lại cái số tiền đó cho bạn. Thì đó là cái cách mà làm game mà theo Dũng nghĩ là nó rất là thịnh hành ở Việt Nam. Thì với cái cách này thì nó cũng giống như là cái câu câu chuyện nó hơi bi hài ở chỗ rằng là đa phần người chơi game là con nít. Ví dụ con Dũng chơi game, và nó phải coi những cái quảng cáo mà nó chả hiểu nó là cái gì luôn, nhưng mà nó cũng cứ coi thôi, tại vì nó coi thì nó mới cũng mới chơi được game, đơn giản vậy đó. Và dần dần á, thì nó coi đó là giống như là một cái sự phiền toái chấp nhận được hàng ngày để nó được chơi game của nó thôi. Thì nó cứ coi. Thì cái câu chuyện ở đây là gì? Cái người á, mà cái người mà quảng cáo theo kiểu là tôi bán sản phẩm mà sản phẩm nó không phải là game. Tôi đăng quảng cáo trên 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 các cái kênh game á,
thì trên thực tế thì lại cái đối tượng chơi toàn là con nít không à, và họ đi quảng cáo nào là vàng bạc đá quý hoặc là kem dưỡng ẩm hoặc là này kia, nó không có tới được cái đối tượng muốn được chơi đâu. Thật sự mình phải nói là như vậy. Còn coi như là anh em làm game á, thì sẽ có người thắng và sẽ có kẻ thua. Và thực ra thì chúng ta đang cống hiến để nuôi Google. Đôi lúc mà mọi người làm quảng cáo, mọi người cũng không có biết là hiệu quả của nó đi tới đâu. Thì đây là trong cái trường hợp mà mọi người đăng lên quảng cáo trên Google, trên các cái tựa game của Google. Ví dụ giống như là các bạn đi chơi Candy Crush Saga chẳng hạn, thì các bạn chơi game và các bạn cần có thêm mạng để chơi tiếp, tại vì mỗi ngày nó chỉ cho một số mạng nhất định thôi, số lượt chơi nhất định thôi. Mà bạn chơi thua thì bạn không có được chơi tiếp nữa, thì để mà được chơi tiếp thì bạn xem game, hoặc là để có thêm một số vật dụng để mà bạn sử dụng trong game ấy, thì bạn ngồi bạn coi quảng cáo đó. Thì Dũng không biết rằng là những cái người chơi game đó họ có bỏ tiền ra để họ mua những cái sản phẩm được quảng cáo trên nền tảng của game hay không, hay là cái quảng cáo đó nó vô dụng, nó không có tác dụng. Thì nếu là Dũng, Dũng sẽ prefer là mua những cái game, mua cái máy chơi game của Nintendo về cho con của Dũng chơi hơn. Thực ra thì Dũng mua rồi, nhưng mà chơi thì phải chơi hai cha con chơi cùng với nhau thì nó mới vui, chứ còn để con chơi một mình thì cũng không nên, tại vì những cái game của Nintendo nó có cái tính gây nghiện, nó còn cao hơn mấy cái game vơ va vơ vẩn ở trên điện thoại lắm, nên là mình cũng phải control. Thì cách đây tầm có khoảng vài tháng thì Dũng có đem chơi với con một lần, chơi cái trò chơi Mario Kart, đua xe đó. Thì con của Dũng rất là thích nó, và nó rất là vui, kiểu giống như là nó chơi nó cũng không có mục đích là thắng, rồi nó chả biết thắng để làm cái gì, đúng không? Thì chủ yếu là nó phá bệnh thôi. Đó. Nó vô chơi nó phá bệnh là chính thôi. Thì mình thấy con mình chơi mình cũng thấy vui. Nên Dũng thì Dũng nghĩ rằng là cái điện thoại thì nó có một vài game hay thì cũng tốt, nhưng mà cái ngành game thì thực sự bây giờ nó cũng quá quá nhiều tựa game và nó quá đa dạng đi. Và cái những cái game mà nó thực sự hay ấy, thì nó không có tới tay người dùng. Hôm trước con Dũng có chơi một cái game, cái game đó là những cái câu đố mẹo, nó rất là hay. Và con Dũng thì mới có 6 tuổi thì cũng không có cách nào mà giải đáp mấy cái câu đố mẹo đó đâu. Nhưng mà Dũng vẫn cho bạn chơi và Dũng cũng ngồi giải mẹo với con. Thì đến khi mà con gọi là gì đó, xem với Dũng rồi thì con nhớ các cái mẹo và con lại chơi, thậm chí con mở ra con chơi lại. Thì nó cũng mang tính chất giáo dục khá là nhiều. Thì đối với Dũng thì Dũng nghĩ rằng là những cái game mà nó hay và nó có tính chất giáo dục nó vẫn tốt, chứ không phải cái gì nó cũng xấu đó. Và ví dụ giống như là Dũng thì học rất nhiều, được rất nhiều từ YouTube, đặc biệt là tới các cái kỹ năng liên quan tới nhiếp ảnh và mindset khi chụp ảnh này kia. Thì đồng thời thì nó cũng dẫn tới những cái thôi thúc khác, kiểu giống như là phải mua sắm thiết bị các kiểu. Thì ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng là các cái phương tiện truyền thông á, kiểu giống như là YouTube hoặc là các cái game á, thì nó có luôn luôn có mặt mà hai mặt của nó. Và chúng ta chơi thì chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh táo nhất định nào đó khi sử dụng các cái dịch vụ đó.
Và Dũng sẽ luôn luôn prefer, tức là thích dùng các cái dịch vụ premium để khỏi phải xem quảng cáo. YouTube hiện tại là Dũng đang trả tiền để không có xem quảng cáo. Spotify Dũng nghe không có nhiều, nhưng Dũng cũng phải trả tiền để không phải nghe quảng cáo. Dũng bị dị ứng với quảng cáo và Dũng không có trust quảng cáo. Lý do không có trust thì nó cũng đơn giản thôi. Bạn mà bỏ tiền ra bạn quảng cáo nhiều quá thì trên thực tế cái sản phẩm bạn bán ra giá nó cao thì thực chất là cái phần quảng cáo nó chiếm rất nhiều ở trong giá thành. Và chúng ta phải mua những cái thứ mà người ta quảng cáo quá nhiều, và chúng ta phải trả cho người ta cái tiền người ta đi quảng cáo, thì rồi chúng ta phải nghe người ta nhét trong đầu những cái thông tin nó không có đúng trong sự thật. Ôi, mấy giờ rồi? 8:25, rất là đúng giờ, 5 phút nữa là họp. Thì thôi tạm thời vậy thôi. Ngành game của Việt Nam đúng không, nó sẽ phát triển, những cái người làm game indie sẽ kiếm được, tích lũy được một cái số tiền nhất định nào đó nếu như họ may mắn. Có những cái nhà làm game, phát hành game ở Việt Nam rất là thành công. Các bạn, nếu các bạn ở trong cái ngành đó thì các bạn sẽ biết rằng là có những cái người phát hành game rất là thành công và làm game rất là thành công. Chứ không phải là chỉ có mỗi VNG đâu. Nên là có rất nhiều đại gia trẻ đến từ ngành game. Và họ sẽ đầu tư, họ sẽ làm nhiều hơn các cái game mà nó chất lượng hơn. Tại vì ước mơ sau cùng của họ thì nó cũng chỉ là vậy thôi. Sao em? Ok, cảm ơn em. Người ta sắp cho mình một cái chỗ, một cái ô ở trong kia. Chắc là thương mình quá. Hôm qua đứng đợi cả buổi, tại vì mình lên quận nhất cho nên là xong rồi đi về, không có chỗ đậu xe. Thì nguyên cả buổi sáng là mình làm việc để đợi chỗ đậu xe, và mình ngồi nguyên cả buổi sáng tới trưa luôn. Cảm ơn em. Để kiếm chỗ đậu cho nên là giờ chắc thương quá cho nên là nhét cho mình một cái chỗ đậu xe. Ok rồi. Nãy nói cái gì quên mất tiêu rồi, giờ không nhớ nữa rồi. Đúng rồi, ngành làm game có nhiều đại gia lắm mọi người. Thì đang dè xe đó mọi người. Bạn này rất là dễ thương. Ok, thôi vậy đó nha mọi người. Vừa tròn 40 phút cho cái clip này và mình cũng kịp thời để lên họp. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.